Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn ngay bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 18 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên nước thông báo ngày 18 tháng 8, từ 8 giờ ngày 17 tháng 8 đến 8 giờ ngày 18 tháng 8, do ảnh hưởng của lượng mưa, nước thượng nguồn và tuyết tan ở nhiệt độ cao, 7 con sông ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hắc Long, Giang và các tỉnh Tân Cương trải qua trận lũ siêu cấp báo động. Tính đến 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8, đoạn phúc điếm của dòng chính sông Liêu Hà ở Liêu Ninh và đoạn từ Đào Nam đến Hắc Đế Miêu ở hạ lưu sông Tower ở Cát Lâm vẫn ở trên mức cảnh báo và đoạn Đào Nam của hạ lưu sông Tower vẫn ở trên giới hạn an toàn. Theo ước tính, từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 19 tháng 8, do ảnh hưởng của lượng mưa, dòng chính của sông Hoài Hà ở An Huy và các chi lưu của sông Gua Hê, khu vực mạng lưới sông dọc theo dòng chính của hạ lưu sông Dương Tử và hạ lưu sông Tiền Đường ở Chiết Giang có thể bị lũ lụt. Hiện tại, Bộ Tài nguyên nước duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt và hạn hán ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và Vân Nam. Thành phố Thượng Hải và các khu vực lân cận ven biển đã bị hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay, trì hoãn hoặc đình chỉ các chuyến tàu điện ngầm và đóng cửa các doanh nghiệp khi bão số 4 đổ bộ vào. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn nguồn Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết cơn bão đổ bộ ở quận Huzhou, thành phố Chusan, một cảng lớn ở bờ biển phía đông tỉnh Chiết Giang. Vào lúc 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày 17 tháng 8, bão Talim xuất hiện khi miền Trung Trung Quốc vẫn đang quay cuồng với trận lũ kỷ lục, khiến ít nhất 63 người thiệt mạng, làm điện bị cắt và hơn 1 triệu người phải chuyển chỗ ở sau khi gây ngập lụt 6 km đường ở thành phố Chusan và làm gãy đổ khoảng 1.000 cây xanh ở Thượng Hải. Vào chiều ngày 17 tháng 8, bão số 4 sẽ đổ bộ lần 2 ở khu vực bờ biển giữa thành phố Gia Hưng của tỉnh Chiết Giang và thành phố Khải Đông của tỉnh Giang Tô vào tối cùng ngày. Trước đó, Cục Khí tượng cho biết cơn bão di chuyển với tốc độ 15 km/h. Tốc độ gió của bão số 1 là 38 m/s, tương đương với 137 km/h. Cơ quan quản lý khẩn cấp Chiết Giang đã nâng cấp khả năng ứng phó với bão lên mức cao nhất vào ngày 17 tháng 8, đóng cửa các trường học, khu chợ và tạm dừng giao thông đường bộ khi cần thiết. Cả Thượng Hải, nơi có dân số 26 triệu người, và Hàng Châu đều hủy bỏ tất cả các chuyến bay từ ngày 17 tháng 8 và nhiều dịch vụ xe lửa trong khu vực cũng bị tạm ngừng. Chính quyền Thượng Hải cho biết họ sẽ trì hoãn các chuyến tàu điện ngầm và đình chỉ một số tuyến từ buổi trưa, trong khi Hàng Châu cũng đã hủy bỏ tất cả các chuyến tàu điện ngầm. Tuần trước, lũ lụt ở thành phố Trịnh Châu đã khiến 8 người thiệt mạng. Tân Hoa Xã đưa tin cơn bão sẽ nán lại miền Đông Trung Quốc sau khi đổ bộ lần thứ hai và mang theo các trận mưa bão lớn đến các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy và thành phố Thượng Hải. Thưa quý vị, Trùng Khánh, thành phố với dân số 31 triệu người và các khu vực lân cận đã trải qua những trận mưa xối xả liên tục trong những ngày gần đây, gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng. Agency France Press đưa tin từ Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 8 rằng, từ đoạn video do phương tiện truyền thông địa phương chiếu, có thể thấy một lượng lớn nước bùn tràn vào làm ngập một số khu dân cư, một số ô tô bị lũ lật và một cây cầu đường sắt bị gãy một phần. China News Agency, một hãng thông tấn bán chính thức của Trung Quốc đã đưa tin rằng mưa lớn đã tấn công Lương Bình ở Trùng Khánh từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, khiến 36 thị trấn và làng mạc bị ảnh hưởng. Các khu vực khác cũng đang phải đối mặt với mưa xối xả và lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Tại tỉnh Tứ Xuyên, hơn 460.000 người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Hàng chục nghìn người ở Hồ Nam cũng được di rời khẩn cấp do lũ lụt. Theo Tân Hoa Xã, phía Tây Hồ Nam có mưa lớn, lượng mưa cao nhất kể từ năm 1980. Chính quyền địa phương thông báo rằng 1.900 ngôi nhà bị hư hại, Thiểm Tây nằm ở phía Tây Bắc, gần đây cũng hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Kể từ tuần qua, mưa bão đã xảy ra trên diện rộng ở nhiều khu vực, hơn 80 con đường ở khu vực Khán Trung bị hư hỏng và gián đoạn. Agency France Press trích dẫn các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương nói rằng, mức độ nghiêm trọng của thảm họa là chưa từng có trong 50 năm qua, đồng thời nhiều nơi ở miền Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng. Vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận lên tới 41 độ C, cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận khí tượng vào năm 1961.
Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc gần đây tổ chức một cuộc họp của các chuyên gia có liên quan và kết luận rằng có nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan ở Trung Quốc vào giữa mùa hè năm nay, với lượng mưa lớn định kỳ, mưa xối xả và lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng cùng các thảm họa nghiêm trọng khác. Các chuyên gia dự báo trong tháng 7, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực sẽ cao gần bằng với cùng kỳ năm trước, xuất hiện nhiều đợt thời tiết nắng nóng cao. Lượng mưa ở một số khu vực cũng có thể cao hơn các năm trước. Tứ Xuyên là một trong 4 tỉnh lớn nhất sản xuất ga thiên nhiên của Trung Quốc, chiếm 14% tổng sản lượng cả nước. Tập đoàn Sinopec, công ty lọc dầu lớn nhất châu Á, cho biết các mỏ ga lớn của họ không bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Trận động đất đã diễn ra vào lúc 8 giờ 02 phút sáng ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương tại Lô Sơn, thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên, với tâm chấn nằm ở độ sâu 13 km. Đây là trận động đất tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong vòng 3 năm qua. Ước tính 140.000 người cần nơi trú ngụ sau khi nhà cửa của họ bị đổ nát bởi trận động đất. Nhân dân nhật báo cho biết có hơn 260 cơn dư chấn xảy ra tại các vùng xung quanh thành phố Nha An. Cơn mạnh nhất đạt tới 5,1 độ Richter. Nha An có 1,5 triệu dân và được coi là một trong những nơi khai sinh ra văn hóa trà Trung Hoa. Đây cũng là quê hương của gấu trúc. Người phát ngôn của công viên thiên nhiên ở Nha An cho biết ở đây cũng có những trận rung lắc nhưng khu vực chúng tôi vẫn an toàn. Hơn 100 gấu trúc cũng an toàn. Người dân thủ phủ Thành Đô, nơi cách tâm chấn 110 km về hướng đông, hay người dân tại thành phố Trùng Khánh, nơi cách tâm chấn vài trăm cây số cũng cảm nhận được các trận dư chấn này. Cơn địa chấn này tuy không kinh hoàng như trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 khiến 87.000 người thiệt mạng và mất tích, nhưng cũng để lại thiệt hại không nhỏ. Theo Tân Hoa Xã, cơn địa chấn đã phá hủy hơn 10.000 căn nhà tại thành phố Nha An. Những ngôi làng gần tâm chấn, phần lớn đều là nhà thấp và cũ kỹ đều bị sụp đổ. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Long Môn và Thanh Nhân. Các ngôi nhà cũ ở làng Cố Thành với 3.000 hộ dân đã bị sụp đổ hoàn toàn. Hơn 95% nhà trong làng hiện không thể ở được nữa. Các cơ quan nhà nước đã phát động cứu trợ khẩn cấp. Hơn 10.000 bộ đội, cảnh sát đã tới được nơi bị thảm họa động đất bằng nhiều phương tiện gồm trực thăng, xe tải và cả đi bộ. Một xe quân đội chở 17 người lính tới nơi cứu nạn bị lao xuống vách đá ngay trưa nay, khiến một người chết và hai người bị thương nặng. Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế IFRC đang thảo luận với Hiệp hội chữ thập đỏ Trung Quốc về việc liệu nước này có cần hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong công tác khắc phục hậu quả trận động đất hay không. Số người thiệt mạng vì trận động đất ở Tứ Xuyên có thể tiếp tục tăng từng giờ trong khi các đội cứu hộ vẫn nỗ lực và hy vọng tìm được người sống sót. Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết vụ động đất mạnh 6,9 độ Richter ở Tứ Xuyên đã làm 72 người chết và 600 người bị thương. Trước đó, hãng tin AP dẫn lời một quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết vụ động đất làm 32 người chết và 600 người bị thương. Còn theo xác nhận của Reuters, có ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ động đất kể trên. Các nguồn tin quân sự cho biết hơn 2.000 binh lính đã tức tốc tới khu vực ảnh hưởng để tiến hành giải cứu và trợ giúp. Trong khi đó, cơ quan địa chấn học tỉnh Tứ Xuyên cho biết đã có ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương trong trận động đất. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã yêu cầu áp dụng mọi biện pháp để có thể cứu các nạn nhân trận động đất, giảm thiểu thương vong. Hai máy bay trực thăng cũng được điều đến để theo dõi tình hình. Các đội cứu thương cũng nhanh chóng được thành lập để đến khu vực bị động đất. Ủy ban tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp 1. Tiếp theo trận động đất 7 độ Richter ở Tứ Xuyên xảy ra một loạt dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh 5,1 độ Richter ở các tỉnh láng giềng Quý Châu, Cam Túc, Thiểm Tây, Vân Nam cũng cảm nhận được trận động đất này. Tứ Xuyên là nơi thường xảy ra các trận động đất và dư chấn và chính là nơi hứng chịu một trong những trận động đất khủng khiếp nhất ở quốc gia này vào năm 2008, làm 87.000 người chết hoặc mất tích. Thưa quý vị, hai kiểu thời tiết trái ngược đang diễn ra ở hai đầu đất nước Trung Quốc, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Hôm thứ Hai, Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận mức nhiệt 52,2 độ C ở vùng Tây Bắc. Đây là mức nhiệt giữa tháng 7 cao nhất trong lịch sử khí tượng Trung Quốc, theo hãng tin AFP. Tối cùng ngày, giới chức Trung Quốc xác nhận bão Talim đã đổ bộ vào khu vực ven biển phía nam nước này với sức gió lớn. Diễn biến thời tiết trái ngược ở hai đầu đất nước Trung Quốc đang cho thấy tác động lớn của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các chuyên gia còn cho rằng sự khởi đầu của hiện tượng El Nino cũng góp phần vào tình trạng thời tiết bất ổn này. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết mức nhiệt kỷ lục hôm thứ Hai đầu tuần được ghi nhận ở làng Tam Bảo, thành phố Thổ Lỗ Phồn, khu vực Tân Cương đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất 52,2 độ C lúc 19 giờ ngày Chủ nhật. Mức nhiệt này phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cùng kỳ các năm trước.
Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, kỷ lục nhiệt độ trước đó là 50,6 độ C được thiết lập vào tháng 7 năm 2017. Theo hãng tin Reuters, nhiệt độ cao kéo dài ở Trung Quốc gây lo ngại về khả năng lặp lại một đợt hạn hán năm 2022. Đó là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua ở Trung Quốc, kéo dài 70 ngày, ảnh hưởng đến hơn 900 triệu người ở 17 tỉnh. Trước khi mức nhiệt kỷ lục này được ghi nhận, nhiều nơi ở Trung Quốc đã phải đối mặt với nắng nóng rát da. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết nắng nóng đã đến sớm hơn, lan rộng và khắc nghiệt hơn so với những năm trước. Cụ thể, thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận mức nhiệt tháng 6 cao nhất từ trước đến nay, đạt 41,1 độ C vào ngày 22 tháng 6. Trước đó, Bắc Kinh cũng ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, tổng cộng 214 trạm thời tiết cấp quốc gia đã ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục trong tháng 6. Các nhà khí tượng học cảnh báo các đợt nắng nóng dự kiến tiếp tục vào tháng 8. Theo đó, nhiệt độ ở Bắc Kinh và một phần của các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Vân Nam được dự báo cao hơn 1 hoặc 2 độ so với mức trung bình. Trong khi đó, ở phía Nam Trung Quốc, Ta Lim là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào nước này trong năm nay. Theo cơ quan thời tiết tỉnh Quảng Đông, bão đổ bộ vào thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông lúc 22 giờ 20 phút ngày thứ Hai với sức gió gần tâm bão đạt tốc độ tối đa 136,8 km/h. Đến sáng thứ Ba, bão Ta Lim đổ bộ lần hai vào Trung Quốc tại khu vực ven biển của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tốc độ gió tối đa ở vùng gần tâm bão lên đến 90 km/h. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc trước đó đã kêu gọi chính quyền hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam sẵn sàng ứng phó với bão Ta Lim. Nhà chức trách cũng đưa ra cảnh báo lũ lụt, hủy các chuyến bay, tàu và yêu cầu người dân ở nhà. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, gần 230.000 người dân ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa 68 điểm du lịch ven biển và ra lệnh sơ tán 8.262 công nhân nuôi cá vào bờ. Nhà chức trách cũng đã điều 5 máy bay trực thăng, 46 tàu cứu hộ và 8 đội cứu hộ khẩn cấp để sẵn sàng ứng phó với bão. Trước khi bão Ta Lim đổ bộ vào Trung Quốc, khu vực miền Nam nước này cũng chứng kiến lượng mưa lớn bất thường. Theo Tân Hoa Xã cho biết, hơn 2.600 cư dân đã được sơ tán khi mưa lớn gây ngập lụt đường phố và nhà cửa ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Mưa lớn trước đó cũng ảnh hưởng đến tỉnh Tứ Xuyên. Hơn 85.000 cư dân tại đây đã phải di rời. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.